Giáo sứ Sơn Miêng mừng kỷ niệm 185 năm Thánh Tử Đạo quê hương Francisco Xavier Nguyễn Cần. Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Giáo sứ Sơn Miêng hân hoan tổ chức mừng kỷ niệm 185 năm ngày người con ưu tú của quê hương Francisco Xavier Nguyễn Cần được lãnh triều thiền Tử Đạo. Vào lúc 6 giờ sáng, cha xứ Phêrô đã chủ sự nghi thức cung nghinh thánh cốt và tượng thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần xung quanh làng, đoàn rước tiến bước trên đoạn đường dài hơn 3 km trong tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hát rền vang. Đây cũng là dịp để mỗi người diễn tả niềm tự hào cũng như lòng biết ơn đối với vị chứng nhân đã anh dũng hy sinh mạng sống để minh chứng cho một niềm tin kiên trung. Kết thúc cuộc rước, thánh cốt được cung nghinh về đền thánh. Tại đây, cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và hôn xương thánh, tỏ bày lòng sùng kính thánh nhân. Thánh lễ mừng kính thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần do cha quản hạt Mỹ Đức Hòa Bình, Giuse Nguyễn Văn Thoan chủ sự. Hiệp thông trong ngày vui hôm nay có sự hiện diện của quý cha tiền nhiệm, quý cha trong và ngoài giáo hạt Thanh Oai, quý tu sĩ, quý khách đến từ giáo xứ Đông Khê, giáo phận Hải Phòng, anh chị em giáo lý viên giáo xứ Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu, nhận thánh Francisco Xavier Cần làm quan thầy và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Gợi nhắc tinh thần anh dũng và trung kiên của thánh Tử Đạo quê hương Sơn Miêng, trong bài chia sẻ, cha Francisco Xavier Cần, Phạm Minh Thiết đã nêu bật điểm son của thánh nhân về lòng trung thành với Chúa, với đức tin Công giáo, tôi trung không thờ hai chủ. Từ đó, cha Francisco Xavier mời gọi cộng đoàn phụng vụ cách riêng con dân giáo xứ Sơn Miêng biết diễn tả lòng trung nghĩa với Chúa bằng một đời sống nội tâm, kết hợp mật thiết với Chúa, đồng thời biết khôn ngoan trước những chọn lựa mang tính quyết định cho sự sống đời đời. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện đã tỏ bày tâm tình biết ơn đến quý cha, quý khách đã đến chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho giáo xứ. Chia sẻ về lòng yêu mến của cộng đoàn giáo xứ Sơn Miêng với thánh Tử Đạo quê hương, ông chủ tịch hội đồng mục vụ cho biết: Đền thánh chúng con là được cha Giuse Nguyễn Đình Du là lúc đó đang chuyển nhiệm là xây dựng 2013 và được khánh thành là 2017 đã được đức cha Đức Hồng Y Phêrô về để cắt băng khánh thành và làm phép đền. Để qua lòng sùng kính của thánh nhân, thường hàng năm là cứ vào ngày 20 là chúng con tổ chức rước chung quanh làng, rước thánh chung quanh làng rất là long trọng. Hàng tuần là cứ vào thứ năm là cha xứ cho thánh lễ vào buổi sáng ở bên đền thánh. Để toàn bộ giáo dân là với các em thiếu nhi là đi lễ đọc kinh cầu nguyện, thế rồi mọi người xin khấn của các nơi giáo xứ chúng con cũng nhiều người là cũng xin khấn thánh Phan Cần và cũng được rất nhiều ơn. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần mà giáo xứ Sơn Miêng đã được đón nhận biết bao ơn lành hồn xác. Chia sẻ về điều này, một cụ bà trong giáo xứ cũng cho biết: Tất cả giáo xứ con đều hân hoan chào đón ngày giỗ tổ của ông thánh và được lời cầu bầu của ông thánh chuyển cầu cho dân làng chúng con là mạnh khỏe, bình an, làm ăn khấm khá. Từ đó lên là chúng con rất là siêng năng và xuất sáng đến ông thánh, và gia đình chúng con thì cũng được người chuyển cầu ông thánh là cầu bầu cùng Chúa là cho chúng con khỏe mạnh, các con khỏe mạnh, làm ăn khấm khá, mà chúng con đã có một khuôn viên đất dâng cho đền thánh An Tôn, hiện nay đang xây dựng đền thánh Tôn. Và cái này là chúng con rất là vững nhân đức tin và mạnh lời cầu bổng thánh, chúng con chết noi gương như ông thánh sốt sáng cầu nguyện hàng ngày để ông thánh cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con. Sự anh dũng và tinh thần trung kiên của thánh Francisco Xavier Cần đã để lại cho hậu thế những bài học quý giá. Với tâm tình đó, một bạn trẻ của giáo xứ đã chia sẻ: Đối với con thì con học được từ thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần là sự hy sinh, lòng trung thành, sự anh dũng và lòng sẵn sàng loan truyền Chúa cho tất cả mọi người ở thời điểm đấy ạ. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Tử Đạo quê hương Francisco Xavier Nguyễn Cần, xin cho mỗi người con trong giáo xứ Sơn Miêng biết tiếp nối tinh thần anh dũng của bậc tiền nhân, viết tiếp trang sử đức tin của quê hương giáo xứ bằng một cuộc sống đượm tình Chúa, thắm tình người.